Trời ơi mình đã có vợ rồi, sao có người kề bên sáng tối. Vậy là mình đã có vợ rồi, ngày nào cũng sẽ được vui. Trời ơi cái bài hát này bình thường vô cùng, nó có gì mình thích hết trơn á. Nó được cái bài phối âm phối khí này nghe. Nó like là Khmer xong rồi nó khan ra rồi nó thấy nó hay nhộn nhịp vậy thôi. Còn nó hở giọng hát đặt bên hình cũng cũ kỹ, chả gì mới. Có gì đâu mà mới. Tóm lại là cái bài hát cũng được. Chả may nó hay tôi sợ đấy, cái bài hát này nó viral nó hay thôi tôi sợ vậy thôi. Nó hại. Rồi cái tôi tại vì tôi cũng đóng trong MV tôi sợ tôi nổi tiếng đấy. Lại lây hết lên. Đấy. Mệt. Mấy chục năm nổi rồi, ôi sự mệt lắm. Và đặc biệt nha mọi người, nếu bài hát này nó thành một bài hit thì nó hiện có 90% là nhờ tôi. Vì bài hát này á nói về tình cảm của mẹ con. Mà người mẹ là ở là nuôi dưỡng người con thành tài được như vậy. Và thằng con nó hư đốn là bà mẹ đã uốn nắn nó trở thành một đứa con ngoan. Đấy. Ai mà làm mẹ mà giỏi như tôi. Đấy. Chứ cái bài hát này mà hay là nhờ tôi hết. Cái lời bài hát chả có gì. Những cái phần đoạn mà đóng chung với các em sinh viên trẻ thì cũng xoàng thôi. Tại vì mấy em cũng diễn thì cũng được. Tóm lại là cũng không phải đối thủ. Đấy, cho nên là thôi kệ. Diễn chung với mấy em thì mình cũng phải mình phải ém lại tài năng. Đấy, để cho nó ngang hàng với các em. Chứ mình diễn quá thì mấy em bảo là mình diễn lấn lướt. Đấy, cho nên có nhiều lúc có thoại mấy em nói quá trời thì thôi kệ cho nó nói, chứ mày nói nhiều cái trở thành lèm bèm. Đấy, đạo diễn nó không cho. Nó bảo là phải diễn sắc, diễn cái kiểu mà điện ảnh. Đấy, cái kiểu nữa kiểu mà con Châu Tuấn ấy. Đấy, diễn là không nói. Đấy, chỉ niếc mắt. Đó, thế thôi. Đấy, giận chỗ nope. Đấy. Còn những cái phân cảnh khốn nạn nhất đó, là tôi căm thù cái đứa mà nó viết cái kịch bản mà nó cho tôi nhảy xuống sông. Nó xong mà trời ơi đến cái khúc mà nước nó rầm xuống rồi là nó cạn đấy mọi người. Có bằng này nước thế này còn cái là sừng non. Trời ơi nói đến nghĩ về mấy cái đoạn nhảy trời đất ơi nó thường không thể tả được. Ấy thế mà gan mồm gan miệng ban biên tập cũng như là một vũ đoàn cùng Đàm Vĩnh Hưng gửi cho em cái clip về coi cho kỹ rồi học từng động tác một. Trời ơi mấy em kia hả còn đi thuê thầy về nhảy nữa chứ. Ôi trời ơi mở ra một cái trời đất ơi nó đúng con cái này pẹt bốn cái nope. Xong cái chỉ vô cái thành xong cái hê xong cái đập cái pẹt hết. Trời đất ơi nó tầm thường. Cái điệu nhảy này hả 40-50 năm trước tôi nhảy rồi. Nhìn em say sưa kia vũ trong điều vui mâm đồ đắm đuối cùng nhau ta ca ta hát trong một đêm hoàn ca tuyệt vời. Vậy nó cái Khmer nó chết rồi ôi. Trời ơi là trời ơi hoa đẹp trăm bá ha là cái kiểu vậy đó. Đó không dày cái hết. Trời ơi nó tầm thường. Gì hay ho gì cả. Đấy tôi đuổi hết nhóm múa về rồi. Về đi. Muối mà mày về hết rồi. Mọi người ơi, ngày 7 tháng 7 trên kênh Đàm Vĩnh Hưng, mọi người hãy share và coi một bài hát mới nhất. Đấy, một bài hát là Trời ơi, tôi đã có vợ rồi. Tuyệt vời nha mọi người, và đặc biệt có em đóng ở trong mới nghe chưa. Trời ơi, hay lắm nha. Mọi người hãy coi và share. Trời ơi, mình đã có vợ rồi. Mình đã có. Thì ta nói cái gì vậy? Đấy, một bài hát là Trời ơi, tôi đã có vợ rồi. Để đấy, vậy thôi thì tôi nói lại. Coi MV mình share đi. Bài hát với cái tựa đề là Trời ơi, mình đã có vợ rồi. Đấy, vừa lòng chưa?